Hoa dâu tây thích không? Có thể đây là dâu tây bạch tuyết đấy. Bà xã Huy Châu xin chào các bạn. Mình đang ngồi bên vườn dâu tây nhỏ nhỏ xinh xinh của mình đây các bạn ơi. Sắp sửa có dâu tây thu hoạch rồi. Mời cả nhà chúng ta cùng xem một cái video rất đặc biệt của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái video mà mình đam mê, mình thích dâu tây lắm các bạn. Mình thích dâu tây lắm các bạn. Mình đã muốn trồng dâu tây từ lâu lắm rồi. Nhưng rồi hôm nay mới có dịp, tại mấy lần xuống vườn mà không có bán đâu các bạn. Đi kể chuyện với mọi người, thế là có một chị bạn, chị bảo là xuống chị cho mấy cây. Rồi bây giờ là, thế là mừng quá, đi xin dâu tây. Rồi để cuối cùng là mình có được một vườn dâu tây nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Khởi đầu là như vậy đấy các bạn. Mời cả nhà các bạn cùng theo dõi hết video bà xã Hữu Châu đi xin dâu tây, mua dâu tây và cách trồng dâu tây của mình các bạn nhé. Xin chào các bạn. Bây giờ đi xuống nhà bác để xin dâu tây về trồng các bạn ạ. Bác bảo bác có dâu tây bác cho, nên mình đến mình xin. Đến cái vườn đây rồi, bác có cái vườn nhỏ nhỏ này này, nhưng mà chưa phát hiện dâu tây chỗ nào. Vườn nhỏ. Ớt, ớt nhiều trái lắm. Đây này, ớt bao nhiêu trái xanh đây các bạn. Sao mình trồng ớt này nó cứ hay bị thối. Cây này ra đầy hoa rồi, trắng cây. Bác trồng ớt này nhiều quá. Đúng là chưa nhìn thấy dâu tây chỗ nào đây. Không thấy nó ở đâu, bác đi nhổ dâu tây. Bác nhìn thấy nó ở đâu không biết. Thế mà em nhìn không ra đâu đấy. Ô thế ở đây. thế mà mình quay ở đâu đây. Ôi đây này, dâu tây đây các bạn này. Để xin bác cái mấy khóm về trồng. Dâu tây đỏ hay dâu tây trắng bác? Ngon lắm, xây thôi. Ôi chị đánh cần ấy đấy, không nó chết mất không? Không, không chết rồi. Cái chết không? Dễ sống lắm. Dễ hả? Trồng rồi để chỗ râm râm. Trồng để râm râm. Nó sống cái mang ra ngoài nắng nhá. Không cho ra nắng. Chặn, trồng đầu tiên chặn và để trong râm. Thế mà mình đi mình cứ tưng mình đâu nhìn, mình bảo quay có dâu tây đâu mà đòi. Mà đòi bảo có dâu tây. Dâu tây mới dâu tây ở đâu ra? Thế mà có thật. Ngon lắm. Thế hả? Sao bác không trồng ra cái chậu tử tế? Chưa. Trồng cái gì? Trồng vào chậu tử tế đàng hoàng. Đấy, cho 3 cây nhé. Dạ. Đấy, xin bác cái 3 cây về để trồng các bạn. Nó đang ra hoa. Hôm nay sẽ tiến hành trồng dâu tây. Dâu tây màu đỏ hay màu trắng hay màu gì bác? Màu đỏ. À dâu tây màu đỏ. Bác bảo dâu tây Mỹ đấy. Ngon lắm. Dâu tây Mỹ ngon lắm. Ăn thơm. Không biết dâu tây gì mà ăn nó thơm. Thơm lắm các bạn ơi. Ăn không chả được chua. Rồi, cảm ơn bác. Đấy, mình đi xuống vườn, bây giờ mình mua thêm 2 chậu nữa các bạn. 2 chậu, một chậu dâu tây này, bác cái màu trắng màu đỏ đây. Nhưng mình chả biết màu quái gì. Cứ mua đại thôi. Đây quay cho nó đẹp. Ui, hàng nào không? Ui có. Đây ớt. Ớt này đẹp thế. Đang ươm. Đang ươm hả? Sắp có cây rồi. Sắp có cây rồi. Quả treo lủng lẳng đây này. Nó chín màu gì bác? Vàng. Màu vàng à? Có mỗi màu vàng thôi à? Ui dần mướp kìa. Cái này chín nó màu vàng à. Mướp hoa dập dờn. Ui con này vài hôm rồi nó có. Đấy, đi xuống vườn để mua cây giống nữa các bạn. Đây đây gì? Trồng đầy đây gì? Đây này, dâu tây đầy đây này. Đấy. Dâu đu đủ. Đấy. Nhiều lắm. Cây chanh. Đủ cây. Ui dồi ôi, đất mua đất, bác phải mua đất à? Phải mua chứ. Đất màu phù cho mua đổ vườn. Để trả tiền. Đó các bạn ơi, vừa đi xin vừa đi mua được một xe dâu tây. Đây. Mua 2 chậu dâu tây. Để mất rồi. Để hết sang. Một chậu đây. 2 chậu đây. Mua 2 chậu. Và xin được 3 cây.
Bây giờ sẽ trồng. Mua 2 chậu đấy các bạn. Bây giờ mình dự định sẽ trồng vào cái chậu này các bạn, chậu cây cảnh này này. Mình lấy chậu để mình dọn những cái chỗ này đi đó các bạn. Để cây dâu tây đây. Đây hai chậu, để lui hai chậu này lên. Lên đây. Đấy. Trồng dâu tây vào đây. Để đi lấy chậu đó các bạn, lấy chậu cho đất vào mới trồng được ba cây dâu tây. Đây mình bỏ cái chậu lưỡi hổ đây đi, mình trồng cái chậu xanh này các bạn. Đấy. Để tưới bỏ cái đất này. Nhổ cây này bỏ. Đây mình quay lại cho các bạn xem này. Cái chậu này mình bỏ từ lâu rồi, cái lá me nó rụng đầy đây các bạn này. Bây giờ mình tưới nước và xem cái đất ở đây như thế nào này. Có dùng được không hay phải đem ra trộn đất nữa vào các bạn, trộn phân rồi. Mình sẽ trộn thêm phân bò vào. Tưới một cái nó mềm ra liền đấy các bạn này. Đất nó khô từ bao giờ. Bỏ bớt đất ra. Để ra đây lúc nào mình trồng cái gì mình bổ sung thêm vào đây. Mình lấy cái kéo này, mình kéo dĩ này, đục đất lên đây. Lúc trước mình trồng cây lưỡi hổ ở đây các bạn. Bây giờ mình có mấy chậu lưỡi hổ rồi thì cái chậu này không cần nữa. Mình sẽ trồng dâu tây vào đây. Trồng 3 cây dâu tây vào đây. Trồng là để bóng râm thì nó lên vẫn tốt hơn nha các bạn. Tất nhiên vẫn có ánh nắng, có râm có nắng. Rồi. Đấy, bắt đầu mình cho thêm đất và thêm phân vào các bạn. Đây là đất để mình trộn nên mình cho vào đấy các bạn. Đấy, là đất này, sau đó mình cho một ít cho bếp này các bạn này. Cho bếp này. Mỗi thứ mình sẽ trộn tỷ lệ 1:1:1, tức là một đất này, một cho bếp rồi này, và bây giờ là một phân bò khô đây các bạn. Cho tất vào đây. Một đất, một phân bò, một cho bếp. Mình trộn đều lên. Cho thêm một ít chấu nữa cho nó róc nước các bạn. Trong này có chấu rồi. Cái đất của mình nó sẵn chấu rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu mình cho vào đây. Cái cây bác ấy nhổ cho mình như thế này thì mình vặt sạch những cái lá bị sơ, lá cũ đi, lá nó già. Đấy, còn như thế này. Cây như thế này mình trồng vào. 3 cây mình cho vào 1 chậu. Cây này thế vặt sạch những cái lá già đi. Nhìn nó như kiểu nó cũng bị con dẹp hay sao á. Cái lá nó không tươi lắm. Vặt hết những cái này đi. Rồi, 2 cây. 3 cây là 3 góc. Đấy, 1 chậu là trồng 3 cây như vậy các bạn. Cho những cái vòi nó ra ngoài thành chậu này, mai mốt nó ngả ra ngoài các bạn. Cho nó đẹp. Đó, cho nó ngả hết ra ngoài ạ. Mình hy vọng là sau này nó bỏ cái những cái tua xuống dưới này cho thành chậu này cho đẹp này. Xong rồi, tưới nước nhẹ nhàng lên. Nhẹ nhẹ như này được.
nhẹ nhẹ thôi, tại trong này nó cũng gâm mà các bạn, nên mình tưới ít nước một thế thôi, không là nó ẩm quá. Xanh một chậu, chậu này mình sẽ đặt vào đây. Còn lại hai chậu mình sẽ mang lên mình đặt tiếp vào. Hai chậu mình vừa mua. Đó, mua chậu này. Và bây giờ mình cũng đặt tiếp vào đây. Nhỏ cho ra ngoài. Còn lúc nãy mình mua hai chậu mà các bạn. Ở đây là bác bán hàng, bác bảo là bác cái đủ đất, đất đây này. Phân cho đầy đủ rồi, bây giờ chỉ đặt vào nữa thôi. Tương lai là mình có một vườn dâu tây rồi các bạn. Cái dâu tây này, dâu tây hình như dâu tây bạch tuyết đây các bạn này, hoa nó trắng này. Có khi quả nó trắng không? Dâu tây bạch tuyết, tuyết là quả nó trắng đấy. Bác bán thì bác cái bảo là đây là hai loại rồi, một loại đỏ, loại trắng rồi. Đấy. Cái này nhiều nụ, nhiều hoa lắm rồi các bạn ơi. Bao nhiêu nụ đây này. Đấy. Còn ba cái cây này chưa thấy nụ niếc gì đâu cả. Trồng ở đây. Cái này là dâu tây này thơm này các bạn này, ngọt, thơm. Để ít nữa có trái mới thẩm định mới biết rồi. Đây nó ra rất nhiều vòi này. Hy vọng là những cái vòi này, đây cái vòi này trồng được rồi đây này các bạn này. Để tách ra để trồng một chậu nữa này. Lúc nào mình lại tách cái này ra. Mình trồng những chậu nhỏ nữa. Đấy. Vậy là mình có một vườn dâu tây con rồi các bạn ạ. Thích lắm, mình thích trồng dâu tây lắm các bạn. Và hôm nay thì mới có dịp đến xuống vườn mới thấy có là mới mua được đấy các bạn. Mình trồng dâu tây nhá. Không biết ba cái này trồng này có được không. Đấy là cách mình trộn đất để trồng dâu tây đấy các bạn. Cứ một đất một cho bếp và một phân bò khô. Mình trộn lẫn nhau mình trồng ở đây. Cái tỷ lệ như vậy để xem dâu tây nó lên như thế nào các bạn nhé. Bên này là hoa này các bạn. Đấy. Vừa mới trồng xong mà đã có hoa rồi các bạn. Đấy, hoa dâu tây màu trắng đấy, nhụy vàng đấy. Hoa dâu tây thích không? Có thể đây là dâu tây bạch tuyết đấy. Nếu mai mốt nó ra quả trắng là dâu tây bạch tuyết thôi. Đây. Này không biết có đậu trái không đây.